Hello, xin chào các bạn, mình là Công Tokyo đây. Hôm nay thì mình lại có một mẫu giày mới mà muốn giới thiệu với các bạn, đó là mẫu Sensebound cộng Stretchmer. Thì đây là một cái phiên bản mà có cái sự kết hợp giữa đế boost, đế bao trong những dòng Alphabound mà mới phát hành gần đây. Thì về mặt đánh giá thì mình nghĩ rằng là cái đế Alphabound này quá nổi tiếng của Adidas rồi. Cái hiệu năng mà nó đem lại thì khá là tốt, thậm chí là gần như là bằng mình đánh giá nhận định là gần như bằng Ultra Boost, những cái dòng đế Boost. Bởi vì sao? Bởi vì sờ nó cực kỳ mềm đấy các bạn, đem lại sự đàn hồi cực kỳ mềm. Mình nghĩ các vận động viên chạy đã rất chi là tin tưởng cái Alpha Bao đến cái đế Bao này rồi. Thì bây giờ Adidas đã ra một phiên bản mới, đó là Sensi Bao. Thì cái ưu điểm của đế bao này so với đế boost là mặc dù nó sự đàn hồi phản hồi lực nó không bằng đế boost, nhưng mà cái việc chúng ta dễ dàng vệ sinh hơn là đế boost thì đây là một cái ưu điểm của nó. Cái đôi giày này, bản thân đôi giày này mình có trên tay thì nó là một phiên bản màu đen xám, chưa hẳn là đen, nhưng mà cái chất liệu hoàn thiện, độ hoàn thiện của mình nó là khá tốt trên, bởi vì nó là đơn giản là giá phát hành là 3 triệu rồi. Hiện bên mình đang order giá về là 1.550.000. Thì mình nghĩ rằng đây là một đôi giày mà cho các bạn cái cảm giác đi cả ngày, thậm chí là chạy bộ cực kỳ tốt. Thì bây giờ mình sẽ quay tận cảnh cho các bạn đôi giày này nhé. Đây là cái đế của nó, cực kỳ mềm các bạn ạ, cực kỳ mềm. Mình chưa từng đi đôi có đi bao này bao giờ, nhưng mà đây thực sự là mình đánh giá nó cực kỳ mềm. Cái phần upper bên trên thì công nghệ vải dệt này không phải là linis, nhưng mà cái độ hoàn thiện của nó mình nghĩ là tốt, khá là tốt. Ok, xin cảm ơn ạ. Mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn. Ok.